Buổi chiều ngày 11 tháng 4 năm 2024, chiều nay thì có hai sản phẩm lên đường thôi, trong này toàn là băng cassette hết. Địa chỉ tới huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, K 1861. Đây cũng là băng cassette, địa chỉ tới Đông Triều, Quảng Ninh. Thôi, chiều nay thì đơn giản hai đồng chí lên được. Thân ái chào tạm biệt.